đến hẹn lại lên. Chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với hồi ức thời chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, ngày nay khi nhắc đến mối quan hệ Việt Nam Campuchia, hẳn nhiều bạn trẻ sẽ có thái độ không mấy thiện cảm với Cam, khi gần đây họ thường có những thái độ ngả về phía Trung Quốc để chống lại chúng ta. Thậm chí có nhiều thanh niên Việt Nam còn bày tỏ sự tiếc nuối rằng giá như năm xưa, chúng ta đừng giải phóng Campuchia khỏi Khmer Đỏ mà tiện tay đánh chiếm luôn rồi thành lập Liên bang Đông Dương thì có phải bây giờ đã khác rồi không? Lãnh thổ Việt Nam sẽ rộng gấp đôi, gấp ba, lúc này thì sợ gì Trung Quốc nữa? Vậy thì rốt cuộc có tồn tại một khái niệm gọi là Liên bang Đông Dương hay không? Vì sao ngày đó quân đội ta mạnh đến như thế mà lại không đánh chiếm luôn Lào và Campuchia? Anh em hãy cùng tôi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên hãy cùng đến với nguồn gốc của cái tên Liên bang Đông Dương. Liên bang Đông Dương là khu vực hành chính lãnh thổ phụ thuộc nhà nước Pháp, được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống Pháp ngày 17 tháng 10 năm 1887 trong thời gian thực dân Pháp đô hộ nước ta. Lúc mới thành lập, Liên bang Đông Dương gồm Việt Nam và Cao Miên, trong đó Việt Nam bị chia làm 3 xứ là Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ, và bị cai trị theo 3 chế độ khác nhau. Nam Kỳ bị quy là xứ thuộc địa, đứng đầu là một viên thống đốc người Pháp. Bắc Kỳ và Trung Kỳ đặt dưới chế độ bảo hộ do một viên thống sứ ở Bắc Kỳ hoặc là khâm sứ ở Trung Kỳ cai trị. Campuchia cũng bị đặt dưới chế độ bảo hộ do viên khâm sứ người Pháp trực tiếp cai trị. Theo sắc lệnh ngày 19 tháng 4 năm 1899 của Tổng thống Pháp, nước Lào bị sát nhập vào Liên bang Đông Dương và cũng đặt chức khâm sứ người Pháp để cai trị. Nhưng phải đến ngày 20 tháng 11 năm 1911, nước Lào mới được quy là sứ bảo hộ. Tức là đến năm 1899, Liên bang Đông Dương gồm 3 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia. Toàn bộ Liên bang Đông Dương trực thuộc Bộ Hải quân và thuộc địa là bộ trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đứng đầu Liên bang Đông Dương là Toàn quyền Đông Dương. Theo các sắc lệnh trên, Toàn quyền Đông Dương phải được Tổng thống Pháp bổ nhiệm thông qua Hội đồng Bộ trưởng Pháp bằng sắc lệnh. Toàn quyền Đông Dương là người thay mặt chính phủ Pháp để cai trị Đông Dương về mặt chính trị, quân sự, dân sự, ngoại giao. Qua quy định có thể thấy, Toàn quyền Đông Dương là một cá nhân độc tài thuộc địa, như kiểu vua một cõi. Qua đây càng hiểu rõ hơn tại sao Điều 7 bản yêu sách của nhân dân An Nam do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, gửi Hội nghĩa Versailles năm 1924 Pháp lại nêu yêu sách bỏ chế độ ra sắc lệnh bằng chế độ tạo ra các đạo luật. Từ ngày đặt chức danh Toàn quyền Đông Dương đến năm 1945, đã có 33 tên thực dân với 19 nhiệm kỳ đã lần lượt thay thế nhau giữ chức Toàn quyền Đông Dương hoặc quyền Toàn quyền Đông Dương. Tuy nhiên, bên cạnh Liên bang Đông Dương do thực dân Pháp thành lập thì còn có một sự việc khác cũng khá liên quan đến tình hình chính trị của ba nước Đông Dương, đó là sự thành lập của Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong thập niên 1920, phong trào cách mạng phản đế quốc, phản phong kiến phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Một trong những tổ chức cách mạng tích cực nhất lúc bấy giờ là Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, theo Thiên ứng Cộng sản do Nguyễn Ái Quốc tổ chức nên năm 1925 ở Quảng Châu, Trung Quốc. Cuối thập niên năm 1920 đã có nhiều cộng sản đoàn được thành lập trong tổ chức này. Một số thành viên cấp tiến nhất muốn thành lập một đảng cộng sản thực sự ở Việt Nam, thay thế cho Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Sau đó Việt Nam Cộng sản Đảng đã đổi tên trong một cuộc họp ở Hồng Kông tháng 10 năm 1930, vì quốc tế cộng sản chủ trương chỉ thành lập ở Đông Dương một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương để đại diện cho cả ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Tháng 2 năm 1930, Đông Dương Cộng sản Đảng cùng tổ chức cộng sản khác ở Việt Nam, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thống nhất lại thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Trịnh Đình Cửu là người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương lâm thời. Theo tiến sĩ Vũ Quang Hiển, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1930, Nguyễn Ái Quốc cho rằng phải thành lập Đảng Cộng sản riêng rẽ ở ba nước Đông Dương, nhưng quốc tế cộng sản chủ trương chỉ thành lập ở Đông Dương một đảng duy nhất. Kết quả hội nghị ở Hồng Kông tháng 10 năm 1930 do Trần Phú chủ trì quyết định bỏ tên Việt Nam Cộng sản Đảng mà lấy tên là Đông Dương Cộng sản Đảng. Theo Sophie Quinn Judge, tác giả cuốn Hồ Chí Minh, những năm chưa biết đến, ông Hồ lúc đó bị quốc tế cộng sản chỉ trích vì người ta bắt đầu xem ông là một nhà cải cách theo xu hướng quốc gia. Về việc này, tiến sĩ Vũ Quang Hiển, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, Hồ Chí Minh lúc đó đã có nhiều quan điểm khác quốc tế cộng sản và vì thế đã bị lên án bằng những lời lẽ rất nặng nề từ những chiến sĩ cận vệ của quốc tế cộng sản. Như vậy có thể thấy ngay từ đầu, Bác Hồ chỉ muốn mỗi nước tự thành lập một đảng cộng sản riêng để dễ bề chiến đấu tùy theo tình hình từng nước. Nhưng quốc tế cộng sản lại không đồng ý cho chúng ta làm như thế. Tuy nhiên cũng sự việc trên nói ra chỉ là để chúng ta hiểu về nguồn gốc của cái tên Liên bang Đông Dương, cũng như việc ngay từ năm 1930, Việt Nam đã không hề có ý định thành lập Liên bang Đông Dương, cũng không hề có ý muốn xâm chiếm hay đồng hóa hai nước còn lại là Lào và Campuchia. Thế nhưng sau năm 1975, tập đoàn diệt chủng Khmer Đỏ bắt đầu các chiến dịch chống Việt Nam với lý do đòi lại đất Nam Bộ
bị chúng ta chiếm đóng và phản kháng lại ý đồ thành lập Liên bang Đông Dương của Việt Nam. Tại phiên tòa xử Khmer Đỏ do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn diễn ra ở Phnom Penh, tên Dutch, tên thật là Khang Kek Eef, cục trưởng trại giam Khmer Đỏ, nói trong phiên xử hôm 25 tháng 5 rằng lãnh đạo Khmer Đỏ không chấp nhận kế hoạch thành lập Liên bang Đông Dương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Dutch, khái niệm Liên bang Đông Dương được hình thành sau khi ông Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1930 để đánh Pháp. Với nhận thức rằng các dân tộc trên bán đảo Đông Dương, có cả Lào và Campuchia, có chung một kẻ thù là thực dân Pháp. Tuy nhiên sau đó Đảng Cộng sản Đông Dương của ông Hồ Chí Minh được đổi tên nhiều lần. Nhưng Dutch vẫn tin rằng ý đồ thành lập Liên bang Đông Dương của các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn không thay đổi. Khang Kek Eef cho rằng theo hắn, biết mãi đến tháng 3 năm 1976, Tổng bí thư Lê Duẩn của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn giữ kế hoạch thành lập Liên bang Đông Dương, trong đó Việt Nam sẽ giữ vai trò lãnh đạo. Tên Dutch cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến mâu thuẫn giữa hai nước láng giềng Campuchia và Việt Nam ngày càng leo thang. Vì Pol Pot, người sáng lập chế độ Khmer Đỏ, phản đối kịch liệt kế hoạch này của ông Lê Duẩn. Trong phiên tòa diễn ra vào sáng ngày 26 tháng 5, tên Dutch tiếp tục nói về kế hoạch thành lập Liên bang Đông Dương khi được hỏi phản ứng của ông đối với quyển sách Cuộc chiến của người anh em đỏ của một nhà báo người Ấn Độ, Nayan Chanda. Quyển sách Cuộc chiến của người anh em đỏ nói về chiến tranh biên giới Tây Nam và những mâu thuẫn giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Campuchia. Trong đó tác giả Nayan Chanda nhận định rằng nguyên nhân cuộc chiến là do vấn đề tranh chấp biên giới và kế hoạch thành lập Liên bang Đông Dương. Tên Dutch thừa nhận nguyên nhân nói trên, đồng thời nhấn mạnh rằng mâu thuẫn giữa hai nhân vật cấp cao là Pol Pot của Campuchia và Lê Duẩn của Việt Nam chính là nguyên nhân khiến người Khmer và người Việt phải đổ máu. Tuy nhiên tên này không đồng ý với ký giả Nayan Chanda về việc đặt tên quyển sách nói về cuộc chiến giữa Campuchia và Việt Nam là cuộc chiến của người anh em, vì theo ông Dutch, hai dân tộc này chưa bao giờ là anh em. Thái độ thù địch và có phần ảo tưởng do chơi đồ quá ngon của bè lũ Pol Pot có sự tẩy não và nhồi sọ không nhỏ đến từ Trung Quốc. Trong hồi ký của Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ có đoạn viết như sau. Chính là thông qua cuộc nói chuyện với Cây Xuân Phong Vi Hẳn, tức Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày 7 tháng 10 năm 89 mà Đặng Tiểu Bình đã bộc lộ rõ phần nào những tính toán sâu xa của mình đối với Việt Nam. Phân hóa Việt-Lào, Việt-Campuchia, Việt-Xô và phân hóa cả nội bộ Việt Nam. Đặng nói với Cây Son rằng Việt Nam đã có biểu hiện chống Trung Quốc từ khi Hồ Chí Minh còn sống, rằng sau khi thắng Mỹ, Lê Duẩn trở mặt chống Trung Quốc, xâm lược Campuchia. Việt Nam đi theo Liên Xô, đưa quân vào Campuchia nên mới có chuyện Trung Quốc đánh Việt Nam. Lúc đầu Trung Quốc cho là vì Brezhnev xúi giục nên Việt Nam xâm lược Campuchia. Nhưng chính là do Việt Nam có ý đồ lập Liên bang Đông Dương, không muốn Lào, Campuchia độc lập. Việt Nam chống Trung Quốc vì Trung Quốc là trở ngại cho việc lập Liên bang Đông Dương. Trong khi không tiếc lời phê phán Lê Duẩn, Đảng đã hết lời ca ngợi Nguyễn Văn Linh. Đảng kể lại khi làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1963 đã tổ chức đưa Nguyễn Văn Linh từ miền Nam sang Hồng Kông để đi thăm Bắc Kinh gặp nhau. Khen anh Linh là người tốt, sáng suốt và có tài. Nhờ Cây Son chuyển lời hỏi thăm tới anh Linh, khuyên Nguyễn Văn Linh nên giải quyết dứt khoát vấn đề Campuchia. Nếu làm được việc này thì sẽ khôi phục được uy tín của Việt Nam. Cho đây là việc Việt Nam phải làm, vì những gì Việt Nam đang làm là sai lầm. Mong muốn bình thường hóa quan hệ với Việt Nam trước khi ông ta nghỉ hưu. Về điều kiện bình thường hóa quan hệ Trung Việt, Đặng nhấn mạnh Việt Nam phải rút hết quân, rút triệt để, rút thật sự khỏi Campuchia thì sẽ có bình thường hóa quan hệ. Tuy lúc đó ta đã kết thúc đợt rút quân cuối cùng khỏi Campuchia từ ngày 26 tháng 9 năm 1989. Theo thông báo của Đại sứ Lào tại Trung Quốc, trong 70 phút nói chuyện với Cây Son, Đặng nói về Việt Nam và quan hệ Trung Việt tới 60 phút, cốt để bơm đều, nói xấu Việt Nam với Lào. Ngày 21 tháng 10 năm 1989, Bộ Chính trị ta đã họp để nhận định về phát biểu của Đặng Tiểu Bình khi tiếp Cây Son. Cuộc họp đã đi đến kết luận, trong lúc Trung Quốc đang còn găng với ta, ta cần có thái độ kiên trì và thích đáng, không cay cú, không chọc tức, nhưng cũng không tỏ ra nhún nhường quá. Cần tiếp tục thực hiện đường lối Đại hội 6 và Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị. Cần thấy cả mặt xã hội chủ nghĩa và mặt bá quyền nước lớn của Trung Quốc. Trong khi cố kéo Trung Quốc, ta cần đồng thời hoạt động trên nhiều hướng, củng cố đoàn kết chặt chẽ với Lào, phân hóa Mỹ, phương Tây, ASEAN với Trung Quốc. Bàn về vấn đề này, bên cạnh ông Trần Quang Cơ thì cố chủ tịch nước Võ Chí Công cũng từng nói về Trung Quốc rất phức tạp. Bộ Chính trị đã đánh giá Trung Quốc có hai mặt xã hội chủ nghĩa và bá quyền. Về xã hội chủ nghĩa cũng cần thấy là trong nhảy nháy. Khó khăn là chưa bình thường hóa quan hệ, họ đưa ra năm trở ngại. Có cái hàng trăm năm không giải quyết nổi, ví dụ như chuyện Liên bang Đông Dương. Họ biết ta không có ý đồ, song cứ nêu lên cốt để chia rẽ và giành lấy Lào và Campuchia, gạt ta ra khỏi tình đoàn kết với hai nước đó. Như vậy thông qua những thông tin trên,
có thể kết luận một điều, rằng chuyện Việt Nam tính thành lập Liên bang Đông Dương là không hề có thật, mà đó chỉ là chiêu trò lừa bịp của Trung Quốc nhằm nhồi sọ Lào và Campuchia ngả theo chúng để chống lại Việt Nam. Tiếc là thời nay nhiều bạn trẻ Việt Nam cứ tưởng thành lập Liên bang Đông Dương là để thể hiện sức mạnh của quân đội Việt Nam, tự hào tự tôn quá lố dẫn đến tự cao, làm ô uế hình ảnh quân đội ta và đi ngược lại về chính sách của Đảng, Nhà nước. Còn anh em nghĩ sao về tình trạng này? Theo anh em thì liệu Việt Nam có nên thành lập Liên bang Đông Dương hay không? Hãy comment ý kiến ở bên dưới nhé. Và video của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Và nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.